Chào bà con cô bác nha. Hôm nay mới vừa xong cái con máy gian hoa 4 tay 80 ta 48 tay 84 luôn. Có gì không luôn á. Tối cái này tối quá. Quay cho bà con bác coi chơi. Vẫn đang cho nước bình thường nha. Đây là thân của em đó nha. Không ra hơi nha, bỏ đèn luôn, không ra hơi nha. Thành xong luôn. Đúng thời 84. Một lát này em quấn bật dây nha. Có chăm lỗ nhớt vô hơi bị nhớt nhiều. Có gì xong luôn. Anh em bà con mình khi mà nổ máy nhớ chăm nhớt cặn vô càng cũ càng tốt. Càng cũ càng tốt nha. Hơi hắn ok nha. Không thôi không khói. Cốc ok nha. Còn thấm nè. Nước quan trọng lắm em. Cái này mình có nước thằng đảo nha. Bốn tay tám cùng mình đang kiểm tra trong quá trình mà nổ ha, ngoài chúng tôi bị vô bắt luôn. Xong kết thúc một công trình. Cái turbo này nãy ở trong có nhớt là như nãy mình vệ sinh bằng dầu đó, nó cháy đen đen ở đó là dầu nãy vệ sinh nó cháy nó khắn lại. Trong dân ma 4T84 đời 16 van turbo, mai vệ sinh nó xong ha. Anh em bà con có bác nào nhu cầu sử dụng alo liên hệ em, số điện thoại của em là 0918782120 nha. Quê mà Nam Căn Cà Mau, xuống tiền Ánh Xuyên. Tối qua quay luôn cho anh em mình coi, sẵn cho anh khách coi luôn, tại ổng đang trông chờ. Rồi cảm ơn bà con nha.